Thanh Tâm xin kính chào quý vị khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ ba, 17 tháng 1 năm 2023, nhằm ngày 26 tháng 12 năm Nhâm Dần tại Việt Nam. Và chương trình Việt Live buổi sáng ngày hôm nay gồm có những tiết mục như sau. Mở đầu là ý kiến cộng đồng mạng, sau đó là những vấn đề quanh ta, nhân vật sự kiện, câu chuyện Việt, bình luận thời sự và cuộc sống quanh ta. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi phần tin chi tiết và các bài viết chọn lọc trong ngày với Thanh Tâm. Mở đầu bản tin cộng đồng mạng là phần tin một sinh viên 18 tuổi của trường đại học Indiana University bị đâm chết trên xe buýt ở thành phố Bloomington vào ngày 11 tháng Giêng vì là người châu Á. Theo hồ sơ cảnh sát, nữ sinh viên cư dân thành phố Carmel, Indiana kể rằng trong khi đợi cửa xe buýt mở, một hành khách bỗng dưng đâm vào đầu cô liên tục. Đài NBC News tường thuật, nghi can là Billy Davis, 56 tuổi, khai với sở cảnh sát Bloomington rằng đã dùng một con dao xiếc để đâm nhiều nhát vào đầu cô gái 18 tuổi vì tội là người tàu, và còn nói thêm rằng sẽ trừ đi thêm một kẻ sẽ làm nổ tung đất nước Mỹ. Theo tài liệu của cảnh sát cho biết dựa trên video an ninh trên xe buýt, nghi can và nạn nhân không có bất kỳ hành động tiếp xúc cá nhân với nhau trước vụ tấn công. Đoạn video clip cho thấy nghi can Davis mở con dao xiếc và đâm người nữ sinh viên khoảng 7 lần trước khi ra khỏi xe buýt. Theo tài liệu của tòa án, cảnh sát cho biết nữ học sinh này bị nhiều vết đâm trên đầu, chảy nhiều máu và được chở đến bệnh viện cấp cứu. Nghi can Davis bị buộc tội cố ý sát nhân, hành hung và hành hung bằng hung khí gây sát thương, theo hồ sơ của tòa án. Trong một thông báo, ông James Wimbush, phó chủ tịch phụ trách các vấn đề về đa dạng, công bằng và đa văn hóa của trường đại học Indiana University cho biết, sự việc xảy ra trong tuần này ở Bloomington nhắc nhở chúng ta một cách đáng buồn rằng sự căm ghét bài người gốc Á là có thật và gây ra những tác động đau đớn cho từng cá nhân và toàn thể cộng đồng. Thông báo viết tiếp, đúng ra là không một ai phải đối mặt với sự quấy nhiễu hoặc bạo lực cho lý lịch, sắc tộc hoặc nền văn hóa di sản của họ. Trên thực tế, thành phố Bloomington và trường đại học Indiana trở nên mạnh mẽ hơn nhờ sự đa dạng về bản sắc và quan điểm tạo nên sắc thái văn hóa tại khuôn viên trường và cả thành phố chúng ta. Trung tâm văn hóa Á Châu của trường đại học lên án vụ tấn công là một tội ác khủng khiếp về sự căm thù nhắm vào người châu Á. Tiếp theo là tin về Việt Nam. Human Rights Watch tiếp tục chỉ trích Cộng sản Việt Nam gia tăng đàn áp nhân quyền. Các quyền dân sự và chính trị cơ bản bị đàn áp một cách có hệ thống ở Việt Nam. Chính quyền, dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Việt Nam, kiềm tỏa chặt chẽ các quyền tự do biểu đạt, tự do lập hội, nhóm họp ôn hòa, tự do đi lại và tự do tôn giáo. Đó là phần mở đầu của phúc trình World Report 2023 của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền Human Rights Watch trong phần ghi nhận về tình hình Việt Nam vừa công bố vào ngày 12 tháng Giêng. Tài liệu nói trên cáo buộc rằng trong năm qua, nhà cầm quyền Việt Nam tiếp tục cấm các công đoàn độc lập, các tổ chức nhân quyền cũng như là tổ chức chính trị độc lập, những người cố gắng thành lập công đoàn hay các nhóm hội của người lao động ngoài hệ thống tổ chức được chính quyền phê duyệt phải đối mặt với sự sách nhiễu, đe dọa và trả đũa từ phía chính quyền. Nhà cầm quyền Việt Nam quy định các cuộc tụ tập đông người nơi công cộng phải xin phép trước và từ chối cấp phép đối với bất kỳ cuộc gặp mặt, tuần hành hay nhóm họp đông người bị coi là không chấp nhận được quyền mặt chính trị, bản phúc trình viết. Cũng theo phúc trình này, Việt Nam hiện đang giam giữ hơn 160 người bị thực hành vì thực hành ôn hòa các quyền dân sự và chính trị cơ bản. Trong 9 tháng đầu năm 2022, các tòa án đã kết tội ít nhất là 27 người lên tiếng phê phán chính quyền và vận động cho nhân quyền, môi trường hoặc là dân chủ, và kết án các bản án nhiều năm tù. Trong số đó có các báo Công dân Lê Văn Dũng và nhà hoạt động dân chủ Đinh Văn Hải. Phúc trình của Human Rights Watch nhấn mạnh việc nhà cầm quyền Việt Nam gia tăng đàn áp với các nhà hoạt động phi chính phủ. Trong số này, nhà báo tự do Mai Văn Lợi, luật sư Đặng Đình Bách và nhà hoạt động môi trường Ngụy Thị Khanh đều bị kết án tù với cáo buộc trốn thuế, tội danh được cho là mang động cơ chính trị. Human Rights Watch cũng nhắc lại chuyện hồi tháng 3 năm ngoái, nhân viên an ninh đã ngăn cản 8 người tham dự một sự kiện ủng hộ Ukraine diễn ra ở Hà Nội. Hồi cuối tháng 9 năm 2022, nhà cầm quyền cấm luật sư Võ An Đôn và vợ con ông rời Việt Nam đi Mỹ định cư với lý do an ninh quốc gia. Ngoài ra, Human Rights Watch chỉ trích việc công an Việt Nam gia tăng giám sát, sách nhiễu và thậm chí dùng vũ lực đàn áp các nhóm tôn giáo nằm ngoài hệ thống tôn giáo do nhà nước kiểm soát. Các nhóm tôn giáo không được công nhận, trong đó có nhóm Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa Giáo và Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất phải đối mặt với nguy cơ bị theo dõi liên tục, bị sách nhiễu và đe dọa. Tín đồ của các nhóm tôn giáo độc lập phải đối mặt với việc bị đấu tố đông người, buộc họ phải từ bỏ đạo nếu không muốn bị thẩm vấn, tra tấn và bỏ tù, theo phúc trình World Report 2023 của Human Rights Watch. Liên quan đến tin về xã hội, Việt Nam có 10 tỉnh phải xin cấp gạo cứu đói Tết Quý Mão. Mới chỉ có 10 tỉnh xin Trung ương cấp gạo cứu đói và đối giáp hạt cho dân đầu năm 2023 được loan báo trong mấy ngày qua. Theo thông lệ hàng năm, nhà cầm quyền tại nhiều tỉnh nghèo tại Việt Nam xin nhà cầm quyền Trung ương xuất kho lương thực, dự trữ, phát gạo để chống đói vào dịp Tết, cũng như giúp họ vượt qua cơn đói trong khi chờ thu hoạch nông sản mùa kế tiếp, gọi là đói giáp hạt.
Từ giữa tháng 12 năm 2022, tin tức được một số báo đưa tin nói có 14 tỉnh tại Việt Nam xin nhà cầm quyền trung ương cấp gạo cứu đói dịp Tết Quý Mão và đói Giáp Hạt năm 2023 cho dân nghèo. Tuy nhiên, đến nay, qua 3 đợt thông tin tuyên truyền, thấy có 10 tỉnh được cấp gạo cả từ miền Bắc đến miền Nam. Trang mạng chính phủ.vn đưa tin vào ngày 13 tháng Giêng, nhà cầm quyền trung ương đã cấp hơn 61 tấn gạo cho tỉnh Bắc Cạn và hơn 91 tấn gạo cho tỉnh Kon Tum hỗ trợ nhân dịp Tết Quý Mão. Bên cạnh hơn 90 tấn gạo cho Kon Tum giúp dân địa phương chống đói Giáp Hạt năm 2023, cùng vào ngày này, 5 tỉnh gồm Tuyên Quang, Trà Vinh, Đắk Nông, Quảng Bình, Nghệ An được cấp gạo cứu đói dịp Tết Quý Mão và đói Giáp Hạt năm 2023. Tỉnh Tuyên Quang được cấp hơn 257 tấn gạo và tỉnh Nghệ An được cấp gần 1.326 tấn gạo ăn Tết. Ba tỉnh gồm Trà Vinh, Đắk Nông và Quảng Bình vừa được cấp gạo ăn Tết, vừa phải cứu đói Giáp Hạt tổng cộng hơn 383.870 tấn gạo. Trước đó, vào ngày 20 tháng 12 năm 2022, nhà cầm quyền trung ương cấp cho tỉnh Ninh Thuận 1.183 tấn gạo, tỉnh Sóc Trăng hơn 3.927 tấn gạo và tỉnh Cao Bằng hơn 642 tấn gạo để ăn Tết. Báo chí tại Việt Nam mừng rỡ đưa tin nền kinh tế của Việt Nam năm 2022 tăng trưởng 8.02%, cao nhất ở châu, như sự hãnh diện cho thành tích xuất sắc của chế độ vượt qua cả tàu, vốn là khuôn mẫu để Hà Nội bắt chước. Thành tích tăng trưởng kinh tế vĩ mô gặp chung thì như vậy, trong khi nhiều tỉnh vẫn phải xin cứu đói vào dịp Tết, truyền thống và nhất là cái đói khi đồ ăn dự trữ trong nhà đã hết mà mùa đông xuân sắp thu hoạch thì chưa tới. Đánh ba trai 6 tuổi đến dập não, một bà giữ trẻ Sài Gòn bị bắt, đó là một bản tin xã hội khác. Nghi can là Võ Thị Mỹ Linh, 30 tuổi, vừa bị công an quận Bình Tân, Sài Gòn bắt khẩn cấp với cáo buộc giết người do đánh một bé trai 6 tháng đến dập não. Theo báo VnExpress vào ngày 15 tháng Giêng, nữ nghi can này đang nuôi con 8 tuổi, không có việc làm ổn định nên nhận giữ trẻ tại một căn hộ chung cư Lê Thành, quận Bình Tân với giá là 3-4 triệu mỗi tháng cho mỗi bé. Theo công an, khi bị bắt, nghi can Linh tỏ ra ân hận, liên tục khóc và khai rằng do tức giận nhất thời, không kiềm chế được bản thân nên đã đánh cho bé. Sự việc xảy ra vào trưa ngày 10 tháng Giêng, bé trai 6 tuổi liên tục quấy khóc trong lúc được thay tã. Khi đó, nghi can Linh dùng lòng bàn tay đánh 2-3 cái vào đầu bé. Một lát sau, trong lúc cho uống sữa, nghi can Linh đánh tiếp khi bé trai nhẹ ra. Nạn nhân khóc ngằn ngặt, tím tái và có dấu hiệu bị ngất. Lúc này, nghi can Linh mới gọi điện thoại báo cho mẹ bé trai và nói dối là bé nằm võng bị ngã. Tại Bệnh viện Di Đồng 3, huyện Bình Chánh, Sài Gòn, các bác sĩ xác định bé trai bị dập não cần phẫu thuật ngay. Theo giám định của Trung tâm Pháp y Sài Gòn, nạn nhân bị mất 99% sức khỏe và tiên lượng xấu. Khai với công an, nghi can Linh thừa nhận mình nuôi con nhỏ nên hiểu rõ vùng đầu của trẻ em 6 tháng tuổi là rất dễ bị tổn thương. Việc đánh vào khu vực này sẽ gây nguy hiểm đến tính mạng cho bé. Nghi can nói mình chấp nhận bồi thường mọi chi phí thiệt hại cho cháu bé và gia đình. Cũng theo báo VnExpress, bà Phan Thị Ngọc Ánh, 32 tuổi, giáo viên mầm non và là mẹ của nạn nhân, gần như kiệt sức sau nhiều đêm mất ngủ vì lo lắng cho tính mạng của con trai. Hiện tại gia đình vẫn chưa được tiếp xúc với bé. Bà Ánh cho biết, ngoài bé trai, vợ chồng bà còn có con trai 8 tuổi. Gia đình bà thuê căn hộ ở lô C, chung cư Lê Thành. Khoảng nửa tháng trước, qua nhóm Facebook cộng đồng cư dân chung cư Lê Thành, bà biết nghi can Linh sống ở lô kế bên, nhận giữ trẻ từ 6 năm qua và được đánh giá là dạy các bé rất ngoan, nên đã gửi bé trai từ hôm 3 tháng Giêng. Những ngày đầu tiên mới gửi con, nghi can Linh nói với bà Ánh rằng bé trai khó ngủ, khó uống sữa và quấy khóc. Hôm xảy ra sự việc, nghi can Linh gọi video call cho bà Ánh, quay cảnh con trai bà đang nằm võng và nói rằng bé ngủ từ sáng đến giờ không dậy. Bà thấy gần mắt con có vết bỏng nhỏ, trán có một vệt dạng da bị thâm, nhưng không nghi ngờ con bị đánh. 2 giờ sau, nghi can Linh gọi điện thông báo là bé nằm võng bị ngã. Khi đến nơi, bà thấy tay chân con cứng đơ, tím tái nên vội đưa vào bệnh viện. Các bác sĩ nói con tôi có thể bị bạo hành dẫn đến bị thương. Tôi không ngờ cô Linh lại nặng tay với con tôi đến vậy, bà Ánh được dẫn lời. Thưa quý vị, mở đầu chương trình hôm nay là một ý kiến cộng đồng mạng. Với phân tích của tác giả Cảnh Lê đăng trên trang Facebook cá nhân vào ngày 7 tháng 1 năm 2023 về nghịch lý trong những tuyên truyền mị dân về chiến dịch làm trong sạch bộ máy của đảng, mời quý vị cùng chia sẻ. Tha hóa, làm sao thanh lọc một bộ máy một rũ? Nhu cầu tối thiểu để duy trì cuộc sống của bạn là 2 triệu một tháng, không thể thấp hơn. Ví dụ thế, vậy thì bạn sẽ phải làm mọi cách để có được ít nhất là 2 triệu. Nhiều hơn thì càng tốt. Nơi bạn làm thuê vì nhiều lý do họ chỉ trả cho bạn 1 triệu, lấy đâu ra 1 triệu bây giờ? Thứ nhất là nghĩ kiếm nơi nào trả 2 triệu trở lên để làm. Thứ hai là làm thêm giờ, làm thêm việc thứ hai, thứ ba. Ăn cắp tài sản của công ty, ăn chặn của khách hàng, đại loại là không thể có chuyện bạn chấp nhận với mức 1 triệu bởi tối thiểu phải là 2 triệu mà. Đảng Cộng sản duy trì mức lương chết đói dành cho công nhân viên chức không phải vì ngân sách chi đủ trả từng đó, mà họ chỉ trả từng đó để tha hóa nhân cách của bạn. Họ biến bạn thành kẻ cắp, kẻ cướp và vô đạo đức, biến bạn thành con tin của hệ thống, không mở mồm ra được.
Giả sử một cảnh sát giao thông cần 40 triệu mỗi tháng và được trả mức lương này mà không phải nộp lên cấp trên của anh ta vài triệu, chắc chắn sẽ có rất nhiều cảnh sát giao thông không lao ra đường để chặn xe kiếm tiền. Lúc ấy anh ta chỉ tập trung vào công việc của mình. Còn khi chỉ trả cho anh ta 10 triệu mỗi ngày lại phải nộp 1 triệu thì chuyện anh ta sao nhãng công việc và sẵn sàng cầm của bạn một vài trăm ngàn là đương nhiên. Ngày đầu tiên, anh ta có thể cảm thấy nhục nhã khi làm điều đó, nhưng nó giảm dần và trở thành nét văn hóa từ ngày thứ hai, khi cả một hệ thống đục khoét như vậy. Làm sao mà có chuyện trong sạch bộ máy được? Nó chỉ là càng ngày càng thao háo và lan dần ra xã hội, khiến xã hội phải chấp nhận điều đó như là chuyện đương nhiên. Nguyễn Phú Trọng dương cao ngọn cờ chống tham nhũng hơn 10 năm nay, nhưng càng chống càng bắt, càng xử tù, thì những vụ án sau mức độ nghiêm trọng, số lượng bị cáo càng tăng. Bởi tham nhũng là bản chất của chế độ, không tham nhũng, không ăn cắp, bạn không thể tồn tại trong guồng máy của chúng. Càng ăn cắp được nhiều, bạn càng có nhiều tiền để lên chức cao hơn. Càng ăn cắp được nhiều, bạn càng có tính đảng cao hơn và bạn không phải là con người nữa. Bạn tôi hay bất cứ người nào khác nếu rơi vào guồng máy cộng sản bây giờ đều tất nhiên là sẽ như vậy. Không thể tránh khỏi, hoặc là như vậy, hoặc là bị nghiền nát, văng ra khỏi. Vậy làm thế nào để thay đổi? Liệu có thay đổi được không? Mất bao nhiêu lâu? Chẳng lẽ không thể thay đổi? Hãy cứ nằm chờ nó tự sụp đổ, hay để đến đợi con đợi cháu mình nó làm. Và sau đây là châm biếm của nhà báo Mai Bá Kiếm đang trên trang Facebook cá nhân vào ngày 14 tháng 1 về luận điệu đổ lỗi trơ trẽn, quan hư là tại dân của quan chức ngành đăng kiểm của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Làm hư đúng quy trình. Cách đây 4 ngày, Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam được phân công điều hành hoạt động của Cục, thay Cục trưởng Đặng Việt Hà tạm nghỉ để phục vụ cơ quan điều tra Công an Thành Hồ. Nhưng Cục trưởng Hà mới phục vụ được mấy ngày, đã bị cơ quan điều tra này bắt về tội nhận hối lộ. Công an Thành Hồ đã khởi tố 84 bị can trong vụ án nhận hối lộ để bỏ qua các lỗi kỹ thuật khi kiểm định xe. Trong đó, 80 bị can là giám đốc, phó giám đốc, nhân viên trung tâm đăng kiểm và cọ môi giới. Đó là chưa cộng với số bị can đăng kiểm bị Công an hai tỉnh Bắc Giang và Bắc Ninh khởi tố. Mấy chục trung tâm ngừng đăng kiểm vì đăng kiểm viên bị bắt, thiếu người kiểm định, làm hàng chục ngàn xe ùn ứ, không lăn bánh để phục vụ vận tải khách và hàng hóa. Đang khủng hoảng truyền thông, Cục Phó Nguyễn Tô An còn châm dầu vào lửa khi họp báo đổ thừa tại người dân đưa tiền làm hư đăng kiểm viên. Thế mà không có nhà báo nào hỏi, người dân không thể trực tiếp đưa tiền cho Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam thì ai đưa? Nếu Cục Phó trả lời đăng kiểm viên đưa thì rất đúng quy trình làm hư lãnh đạo. Có lẽ chưa có đăng kiểm viên nào đưa tiền cho Cục Phó, nên Nguyễn Tô An mới mạnh miệng bên đăng kiểm viên vốn ngây thơ nên bị hư như vậy. Mà đám đăng kiểm viên ngây thơ thiệt, nó chụm tiền Cục trưởng mà không đưa tiền Cục Phó, nó coi mình như cứt, giờ phải mình phải nói tốt cho nó. Vừa rồi là một ý kiến cộng đồng mạng, tiếp nối chương trình là một những vấn đề quanh ta với bài phân tích của tựa đề Tổng Bí thư nương tay với ông Phùng Xuân Nhạ của tác giả Nguyễn Huyền đang trên trang Việt Nam Thời báo vào ngày 14 tháng 1. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng Bí thư nương tay với ông Phùng Xuân Nhạ. Tổng Bí thư phân công đảng viên đang bị kỷ luật đảng Phùng Xuân Nhạ sang làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Chỉ một đảng duy nhất cầm quyền thì nên hiểu thế nào về cái gọi là lợi ích nhóm. Nếu tán thành ý kiến rằng người đứng đầu Bộ Giáo dục và Đào tạo thời kỳ 2014-2018 là không thể vô can khi để xảy ra lợi ích nhóm trong in ấn, phát hành sách giáo khoa, thì về nguyên tắc quản trị, người đứng đầu đảng cầm quyền cũng không thể vô can khi đã để xảy ra lợi ích nhóm trong nội bộ đảng do mình quản lý. Kết luận của Thanh tra Chính phủ mới đây về hàng loạt sai phạm liên quan đến sách giáo khoa đã ghi nhận có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Kết luận Thanh tra chỉ rõ nguyên nhân dẫn đến những lùm xùm về sản xuất, phân phối sách giáo khoa là do lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, cần cấp bách rà soát đánh giá, đổi mới hoạt động của những doanh nghiệp đang giữ thế độc quyền một mình một chợ như công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Về công bố kết luận thanh tra nêu trên không cho biết có xảy ra lợi ích nhóm giữa những người có thẩm quyền ở Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhà xuất bản hay không. Câu trả lời ở đây là chắc chắn có, và lợi ích nhóm này rất có thể còn dắt dây đến tận Bộ Chính trị. Xin dẫn chứng, tin tức công khai trên báo chí tường thuật vào ngày 24 tháng 10 năm 2022 tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì họp Ban Bí thư để xem xét thi hành kỷ luật Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 đến 2021. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận rằng Ban cán sự Đảng bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016 đến 2021 đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc,
thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo để Bộ Giáo dục và Đào tạo và một số tập thể cá nhân vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước trong công tác tổ chức cán bộ, xây dựng, ban hành thể chế, chính sách, thực hiện một số dự án đầu tư công, xây dựng chương trình biên soạn, thẩm định, xuất bản, phát hành sách giáo khoa, tổ chức kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2018 và kỳ thi Tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2021. Xảy ra nhiều vi phạm, một số cán bộ ngành giáo dục bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Ông Phù Xuân Nhạ trong thời gian giữ chức Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, chịu trách nhiệm chính, trách nhiệm người đứng đầu đối với những vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021. Chịu trách nhiệm trực tiếp, trách nhiệm cá nhân trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao. Vi phạm của Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ đã gây hậu quả nghiêm trọng, ảnh hưởng đến kết quả thực hiện nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về giáo dục và đào tạo. Nguy cơ gây thất thoát, lãng phí tiền tài sản nhà nước, nguồn lực xã hội gây bức xúc trong dư luận. Căn cứ nội dung, tính chất, mức độ hậu quả, nguyên nhân vi phạm theo quy định của Đảng về kỷ luật tổ chức Đảng, đảng viên vi phạm, nhân danh Ban Bí thư, ông Nguyễn Phú Trọng quyết định thi hành kỷ luật, cảnh cáo Ban Cán sự Đảng, Bộ Giáo dục và Đào tạo nhiệm kỳ 2016-2021 và ông Phùng Xuân Nhạ. Thế nhưng oai âm thay, dù bị cho là vi phạm kỷ luật Đảng ở thời gian là Bộ trưởng, song ông Phùng Xuân Nhạ đã được Tổng Bí thư phân công đảng viên Phùng Xuân Nhạ sang làm Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương. Ông Nhạ cũng tiếp tục là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, thuộc đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Định. Trong chuyện sách giáo khoa như nêu ở phần đầu bài viết này, lúc bắt đầu ngồi vào ghế Bộ trưởng, ông Phùng Xuân Nhạ được cho là người đã quyết liệt cải cách sách giáo khoa theo hướng một chương trình, song có nhiều bộ sách giáo khoa. Vấn đề này đã được đề cập đến trong một thời gian trước đó và như nhận định ban đầu, còn có lộ trình nhiều năm để thành hiện thực. Song, Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đưa ra chương trình hành động với quyết tâm nhanh hơn, tiến độ ít nhất một năm để ngay trong năm học 2019-2020, học sinh lớp 1 có sách giáo khoa mới. Cũng theo chương trình hành động này sẽ có nhiều bộ sách giáo khoa cho mỗi chương trình học và các trường được chủ động lựa chọn nhằm phá thể chế quyền về sách giáo khoa, đưa ra nhiều lựa chọn tốt hơn và cải tiến mạnh chất lượng sách cho học sinh, sinh viên. Và như những gì mà Thanh tra Chính phủ nêu khi cho rằng có dấu hiệu lợi ích nhóm giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan quản lý nhà nước với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, cho thấy khó thể loại trừ vai trò của Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ. Qua đó còn cho thấy dường như có lợi ích nhóm giắt dây khi từ ghế Bộ trưởng bị kỷ luật, ông Phùng Xuân Nhạ chuyển sang chức vụ Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, tức là ông vẫn quẩn quanh ở nhóm lợi ích nào đó của chuyện con Đảng là con mình. Tiếp nối một nhóm vấn đề quan tâm ngày hôm nay là bình luận của đài BBC đăng tải vào ngày 15 tháng 1 năm 2023 về vấn đề 16 ngày chưa rút được cọc bê tông chứa bé Hậu Nam, cứu hộ chậm rễ và khó hiểu. Mời quý vị cùng theo dõi. 16 ngày chưa rút được bê tông chứa bé Hậu Nam, cứu hộ chậm rễ và khó hiểu. Sau khi thay đổi liên tục các phương án, lực lượng cứu hộ đang đóng ống vách tiếp tục khoan lá đất bên ngoài xung quanh cọc cho đến mối nối theo Vietnam Plus vào ngày 14 tháng 1. Kể từ sau tuyên bố đã tử vong vào ngày 4 tháng 1, em bé 10 tuổi vẫn chưa được đưa lên mặt đất sau 11 ngày, nhiều hàng trăm người và nhiều đơn vị đã được huy động. Vì sao không công bố thông tin camera? Từ Việt Nam, ông Trần Đình Hòa, một người có thâm niên trong lĩnh vực kiểm định xây dựng cho biết, loại cọc bê tông mà bé Hào Nam bị mắc kẹt có đường kính ngoài 50cm, đường kính trong 25cm và đây là loại cọc đang được dùng rất nhiều ngoài thị trường. Loại cọc này được chế tạo bởi các công ty chuyên chế tạo cọc. Tùy theo thiết kế, kỹ thuật sẽ có yêu cầu cây cọc to hay nhỏ, lực là bao nhiêu, độ dày là bao nhiêu và đường kính là bao nhiêu, ông cho biết. Về khả năng có nước hay bùn đất nằm trong cọc, ông nhận định vì đây là ba đoạn cọc nối với nhau nên hoàn toàn có thể xảy ra qua vết mối hàn. Hoặc trong quá trình đóng thì cọc đã bị nước ở vị trí nào đó, chỉ có cách đưa camera vào để xem. Thực tế khi tôi làm thì phần lớn 99% cây cọc đóng mà để như vậy thì đất cát và nước vào trong đó cả rồi. Cho đến nay, giới chức tỉnh Đồng Tháp vẫn chưa xác định được vị trí của bé Hậu Nam nằm ở đâu trong cọc bê tông. Ngày 4 tháng 1, bé Hậu Nam đã được xác định tử vong dù thi thể chưa được đưa lên hoặc xác định vị trí ở đâu trong cọc. VN Express khi đó dẫn lời từ cơ quan chức năng nói căn cứ xác định bé Hậu Nam tử vong là sau khi liên ngành y tế pháp y và chính quyền hội chẩn dựa trên cơ sở bằng chứng thu thập được. Nhiều người dân đã đặt câu hỏi về lý do tại sao không thể xác định vị trí cháu bé và không thấy bất kỳ thông tin camera nào được công bố. Khi ngày 2 tháng 1 đã có thông tin dùng camera chuyên dụng tìm vị trí. Theo báo mới tường thuật, ông Đình Hòa khẳng định một lần nữa về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn có thể dùng camera để đưa xuống cọc.
Thậm chí chúng tôi đã từng dùng camera để đưa xuống cọc dài 60-70 mét. Nhưng tôi không hiểu lý do gì mà các cơ quan chức năng hoặc đội cứu hộ người ta không đưa thông tin đấy, hoặc họ không có loại camera đấy, hoặc họ có xem rồi mà không đưa thông tin. Chuyện này thì tôi không biết, nhưng về mặt kỹ thuật thì hoàn toàn có thể đưa camera xuống sâu hơn nữa, thậm chí có camera đưa xuống nước để xem. Tôi có thể nói là với phương tiện kỹ thuật hiện nay thì hoàn toàn có thể có loại camera đưa được xuống dưới và chiếu đèn để xem có thấy em bé, đất hay nước hay không. Các công ty xây dựng thì nhiều công ty cũng trang bị camera, các công ty chuyên về thẩm định cũng có loại camera chuyên dụng như vậy. Trả lời câu hỏi của BBC về việc loại camera này liệu có thể thấy được em bé nếu hạo nam bị nằm dưới bùn đất, ông Đình Hòa nói thêm, ví dụ trong cọc là bùn đất, khi em bé bị lọt trong đó rồi bị lún sâu dưới bùn, thì khi đưa camera xuống cũng chỉ thấy bùn đất thôi, khó mà thấy được em bé. Khó huy động máy móc chuyên dụng. Giới chức cứu hộ tỉnh Đồng Tháp đã đề cập ngay từ những ngày đầu là hạn chế máy móc trên mặt đất. Trước đó, VTV dẫn lời cơ quan chức năng nói vào ngày 9 tháng 1 rằng, mặt khác, hiện trường nằm sâu trong đồng ruộng, hạ tầng giao thông nhỏ hẹp, nên việc di chuyển các phương tiện, thiết bị, máy móc cứu nạn gặp nhiều trở ngại, khó khăn, nên đến nay, việc nhổ cọc chưa thực hiện được. Nhận định về vấn đề khó khăn trong việc di chuyển máy móc chuyên dụng, ông Đình Hòa nói với BBC, xét về mặt kỹ thuật ở bất cứ nơi đâu, người ta cũng đưa máy móc vào được. Chúng tôi thi công dự án ở đường sâu nếu có thể làm được cả. Nếu như theo dõi trên báo thì sau 2-3 ngày, người ta mới đưa vài thiết bị từ cảng Cái Mép Thị Vải, Bà Rịa Vũng Tàu về. Như vậy tại sao họ không đưa về ngay từ ban đầu? Những thiết bị công nghệ cho phép tháo dỡ ra từng phần để chở đến. Dùng cái cẩu để đóng cọc đó thì phải cẩu 50 tấn, bánh xích. Tôi đã thấy hình ảnh cái cẩu ở đấy. Thế thì cái cẩu này hàng trăm tấn, cấu kiện từng phần là hàng chục tấn. Thế thì người ta đã đưa cái cẩu này đến bằng cách nào? Rõ ràng đã có phương tiện người ta đưa cái cẩu này đến được mà. Thì không có lý do gì mà người ta không thể đưa phương tiện khác đến được cả, đã lúng túng và chậm trễ. Nhận định vì sao những mét cuối cùng này lại khó khăn đến vậy, ông Đình Hòa nói với BBC, nếu theo dõi trên báo chí thì theo hình ảnh có một máy cọc nhồi để khoan tới độ sâu 35 mét đấy. Với mục đích hy vọng làm nhão đất bên ngoài cọc bê tông ra, mà khi nhão đất thì sẽ làm giảm độ kết dính của đất với cái cọc để rút lên. Nhưng lực lượng cứu hộ đã không thành công, nên họ dùng phương án đóng ống chống bằng thép xuống. Đóng ống chống thép xong cũng chưa khả thi, và bây giờ thì họ đang dùng cử lá thép làm vách ngang rộng hơn. Ông Đình Hòa cho rằng chính vì loại tai nạn thế này rất ít khi xảy ra, và các lực lượng cứu hộ chưa được đào tạo bài bản cho tình huống tương tự. Địa hình thi công các phương tiện tại hiện trường lúc đầu rất hạn chế là nguyên nhân khiến việc cứu hộ kéo dài. Loại cọc bê tông này là loại cọc bê tông được thiết kế để chịu lực nén. Nếu đóng cọc từ trên xuống dưới, chịu hàng trăm tấn cũng chịu đựng được. Nhưng để nhổ cọc lên thì không thể nhổ ngược lên được vì sẽ bị đứt từng đoạn ngay. Đã có trường hợp người ta rút cây cọc lên, nhưng người ta chỉ rút cây cọc rất là ngắn, ví dụ như 5-7 mét thì lực ma sát không đáng kể. Sau đó họ có thể dùng kỹ thuật rút cọc khi bị đóng sai, nhưng một cây cọc bị đóng xuống 3-40 mét. Trong một thời gian dài rồi thì bùn đã kết dính rất tốt với bề mặt ngoài của cây cọc rồi thì lúc đó lực rút lên cần rất là lớn, ông Trần Đình Hoàng đã bình luận. Không ai tính được lực này đâu, tất cả chỉ là sự phỏng đoán, tính toán rực, lực rút lên là không tưởng, không thể, đều là sai số. Ông nhận định công tác cứu hộ những ngày qua là chậm, còn trong công tác cứu hộ không ai có thể nói giờ nào xong hoặc mấy ngày nữa xong được. Quá trình làm như vậy nếu bị thiếu thiết bị gì đó, ví dụ máy cấu bị hư hệ thống thủy lực thì người ta phải chờ chẳng hạn. Tôi nghĩ phương án họ đưa ra thế này cũng không phải phương án tối ưu nhất, xét về mặt kỹ thuật với hơn 10 ngày. Với cái cọc chỉ 35 mét như thế là chậm. Ngay từ ban đầu, lực lượng cứu hộ dường như đã không lường trước được sự khó khăn ngoài sự kiểm soát của họ. Đó là lý do tỉnh Đồng Tháp cũng thừa nhận sự lúng túng, tức là đã mất thời gian quý giá nhất. Điều này phải xem xét lại, có lực lượng quân khu 9 đến, nhưng tôi cũng không thấy có thông tin lực lượng này đến làm gì. Chuyên gia thẩm định xây dựng đặt câu hỏi vì sao đã có sự lúng túng trong lực lượng cứu hộ trong 2-3 ngày đầu và là khoảng thời gian vàng. Những công việc xây dựng đòi hỏi máy móc thiết bị lớn, tôi chưa nhận được thông tin nào về chuyện lực lượng cứu hộ kêu gọi rộng rãi. Với kinh nghiệm xây dựng trong dầu khí hoặc cầu cảng của tôi thì người ta có những máy móc thiết bị hiện đại to lớn hơn. Thế thì vì sao ngay từ ban đầu lực lượng cứu hộ đó không kêu gọi các công ty có sở hữu thiết bị lớn như trong dầu khí thì người ta cũng sẵn sàng gửi thiết bị đến ngay lập tức? Chứ là để lúng túng 2-3 ngày rồi mới đi tìm phương án khác, chứng tỏ người chỉ đạo có hạn chế nhất định về thông tin kỹ thuật. Ông cho biết, tóm tắt vụ việc, ngày 31 tháng 12, bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi bị rơi vào bên trong cọc bê tông rỗng tại một công trường xây dựng ở tỉnh Đồng Tháp vào khoảng 11 giờ 30 phút trưa khi đang cùng các bạn đi nhặt phế liệu. Cô bé được cho là đã rơi xuống cây cột bê tông hẹp, thẳng,
đứng có đường kính trong 25cm đã được đóng sâu xuống lòng đất 35m. Cha của cậu bé cho biết, ông có nghe thấy tiếng kêu cứu của con mình khi lần đầu tới tìm kiếm ở khu vực này, nhưng sau đó âm thanh đã im bặt. Là con trai lớn trong gia đình có hoàn cảnh rất khó khăn nên cậu bé phải đi tìm nhặt sắt vụn để phụ giúp cha mẹ. Thưa quý vị, để mở đầu câu chuyện Việt, Thanh Tâm mời quý vị cùng chia sẻ bài viết của nhà văn Tưởng Đăng Tiến, ông già Ba Tri của Đồng Tâm, được viết vào ngày 27 tháng 8 năm 2018 và được đăng tải vào ngày 10 tháng 1 năm 2023. Tôi mém viết hồi ký mấy lần nào cũng đang lúc chuyến chán hơi men. Ngủ một giấc, thức dậy, ngẫm nghĩ thấy đời mình chán như con gián và nhạt còn hơn là nước ốc nữa. Chả có cái con mẹ gì để mà ký cả. Nên thôi, không viết thì đọc vậy, cho nó đỡ buồn. Năm ngoái tôi coi lại nguyên bộ Trả Ta Sông Núi của đại tá Phạm Văn Liễu. Năm nay nghe anh Đinh Quang Anh Thái dụ, tôi đặt mua một cuốn hồi ký Tống Văn Công do Người Việt Book vừa xuất bản. Tống Văn Công cùng quê với Sương Vũ, cả hai ông đều là dân miền Nam nên không biết làm gián, cũng không quen màu mè, riêu cua gì ráo, viết cứ như nói và nghĩ sao thì nói vậy thôi. Xin coi chơi một đoạn ở chương dẫn nhập. Tôi cứ tưởng ông già Ba Tri là chỉ những vị nổi tiếng như quê tôi như là Phan Thanh Giản, Nguyễn Đình Chiểu, Phan Văn Trị. Nhưng ông nội tôi bảo sự tích này có từ thời Minh Mạng. Ông Trần Văn Hạc, hương cả của làng An Hòa Tây, cho đắp con đập ngăn vành rạch, làm tắt nghẽn đường ghe chở hàng hóa vào chợ Ba Tri. Dân chúng cả vùng phát đơn kiện, nhưng thế lực Trần Văn Hạc quá mạnh, quan tổng, quan huyện, quan tỉnh đều xử ông ta thắng kiện. Bà con bàn bạc cử ba ông già có uy tín nhất vùng là Thái Hữu Kiếm, Nguyễn Văn và Lê Văn Lợi mang đơn ra Huế kiện lên triều đình. Các ông này đi bộ qua nhiều vùng rừng hoang vắng nguy hiểm, mất mấy tháng trời mới tới Huế, nổi trống kêu an ở cửa Ngọ Môn. Vua Minh Mạng cho các ông vào châu tấu trình sự việc. Vua nghe xong, hạ chiếu cho các ông thắng kiện. Từ đó danh xưng ông già Ba Tri là chỉ những cụ già nhưng chí khí không già, dám dũng cảm bảo vệ lẽ phải, thiệt đâu có mà ái ngại hết sức. Các ông này đi bộ qua nhiều vùng rừng hoang vắng nguy hiểm, mất mấy tháng trời mới tới Huế, nổi trống kêu an ở cửa Ngọ Môn. Mai mà còn gặp vị vua nhân đức hạ chiếu cho các ông thắng kiện, chứ không thì còn cốc. Thời nay lỡ xảy ra những chuyện oan khuất tương tự thì chả ai còn phải cất công đi lại xa xôi như vậy nữa. Địa phương nào cũng có hội đồng nhân dân các cấp, trên nữa là quốc hội, thêm vào đó là hàng ngàn tờ báo, chưa kể vô số các cơ quan truyền thông. Mọi chuyện khuất tất đều sẽ được phơi bày trước công luận. Tức thì nên mấy ông già Ba Tri bị thất nghiệp là cái chắc và cũng hết còn đất sống, đúng không? Không, tưởng vậy chứ không phải vậy đâu, tưởng vậy là tưởng năng thối. Năm rồi, xã Đồng Tâm vừa xuất hiện một ông già Ba Tri khiến cả nước phải giật mình kinh ngạc. Ông được tạp chí Luật Hoa bình chọn là một trong 10 nhân vật chính trị Việt Nam năm 2017, cùng với không ít lời ưu ái. Trước tháng 4 năm 2017, công chúng không biết Lê Đình Kình là ai. Vụ chính quyền huyện Mỹ Đức, Hà Nội xô xát và bắt giữ ông cụ 82 tuổi này vào ngày 15 tháng 4 đã thổi bùng làn sóng phản đối của người dân thôn Hoành, xã Đồng Tâm, vốn đang có tranh chấp đất đai tại khu vực Động Sên. Tất cả những diễn biến sau đó cho người ta thấy hình ảnh có một lãnh đạo cả về tinh thần lẫn quyết sách của những người nông dân Đồng Tâm. Ngoài trí tuệ minh mẫn và khả năng trình bày khúc chiết, ông Lê Đình Kình hội tụ nhiều yếu tố để trở thành người được tín nhiệm ở một làng nông thôn Bắc Bộ. Về vụ xô xát nói trên, nhà báo Nguyễn Đình Ấm cho biết thêm chi tiết rằng, việc ngày 15 tháng 4 năm 2017, ba sĩ quan quân đội và đội cảnh sát an ninh công an Hà Nội mời dân ra Đồng Sên kiểm tra mốc giới. Khi đến mốc 15-20 thì nổ súng uy hiếp. Trung tá Trần Thanh Tùng, phó công an huyện Mỹ Đức đá cụ Kình văng 2m rồi cùng với côn đồ mặc quần bò áo thùng, xốc nách cụ, đưa lên xe hơi khóa tay, bịt miệng đồng thời bắt 4 người nữa, trở lên Hà Nội thẩm vấn và tra khảo. Ông già Ba Tri của xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức bị côn đồ đấm đá tra khảo, nhưng cả trăm đại diện của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đều câm như hến. Còn đại biểu Quốc hội Đào Thanh Hải thì đứng về phía công an để vu cáo nạn nhân. Gia đình ông Kình đã xông vào chống lại lực lượng thi hành nhiệm vụ, giằng co và xảy ra việc ông Kình đã bị gãy chân, theo như tường trình của báo Người Lao Động, đọc được vào ngày 7 tháng 11 năm 2017. Một năm sau, trên trang Tiếng Dân, đọc được vào ngày 6 tháng 8 năm 2018, Nguyễn Đăng Quang, một nhà báo tận tụy và đặc biệt quan tâm về sự việc Đồng Tâm cho biết, cuộc khủng hoảng Đồng Tâm vẫn đang bế tắc. Người dân đã hai lần gửi tâm thư đến cho Hà Nội và kỳ họp lần thứ 5 Quốc hội vừa qua, nhưng không có ai trả lời. Mới đây, cụ Lê Đình Kình, người được coi là thủ lĩnh của người dân Đồng Tâm với danh nghĩa người bị hại trong biến cố Đồng Tâm, đã gửi tới Ủy ban Tư pháp Quốc hội và bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm ủy ban này, một thư công dân gửi đại biểu Quốc hội. Thư gửi qua chuyển phát nhanh, xong đến nay đã hơn 2 tháng mà chẳng một ai hồi âm hay phúc đáp cả. Cụ Kình nhờ tôi hỏi giúp việc này, tôi có điện hỏi bà Lê Thị Nga,
thì bà cho biết là chưa nhận được và đề nghị tôi nhắn cụ Kình gửi lại riêng cho bà. Đừng gửi cho ai khác. Trong cuộc khủng hoảng đồng tâm, người viết này cũng như tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan chức năng cần hồi đáp đơn thư và các nguyện vọng kiến nghị của người dân. Khi đất nước còn ở trong tình cảnh một cổ hai trọng, thực dân và phong kiến, nếu bị đám quan lại địa phương ức hiếp, mấy ông bà già Ba Tri thời trước chỉ cần mất vài tháng đi bộ từ quê mình ra đến Kinh Đô, nổi trống kêu oan ở cửa ngõ môn, rồi châu tấu trình sự việc là kể như xong. Còn bây giờ, tuyệt đại đa số người dân đều mong muốn Trung ương Đảng, Quốc hội và các cơ quan chức năng hồi đáp đơn thư. Thôi, những điều mong muốn giản dị này xem ra vẫn hơi có vẻ xa vời nếu chưa muốn nói là xa xỉ. Chúng ta đang sống vào cái thời đại thổ tả như vậy hả trời? Vừa rồi là một câu chuyện Việt tiếp nối, vẫn là câu chuyện Việt với tâm bút về thực trạng của đất nước và dân tộc Việt Nam của nhà thơ Trần Trung Đạo đăng trên trang Facebook Chính luận Trần Hưng Trung Đạo vào ngày 26 tháng 12 năm 2022 từ bài gốc đăng trên Thalawas năm 2007. Mời quý vị cùng chia sẻ. Tương lai bắt đầu từ quá khứ. Theo thanh niên giám thống kê di dân của chính phủ Mỹ, tôi là một trong 280.728 người Việt Nam đến Mỹ trong thập niên 80-90. Nói như vậy để phân biệt với 130.000 bà con trong đợt di dân đầu tiên vào những ngày trước 30 tháng 4 năm 75, với khoảng 100.000 chú bác anh chị cựu tù nhân chính trị với diện ODB và nhiều diện khác đến sau. Chúng tôi được báo chí gọi chung cho một cái tên là Thuyền Nhân. Hai chữ đó đã là nguồn sáng tác của nhiều bài thơ, bút ký, nhạc phẩm mang đầy ký ức bi thương và hải hùng trên Biển Đông. Chuyến hải hành của chúng tôi gồm 84 người trên một chiếc ghe chiều dài 10,5 m và chiều ngang 1,4 m, được sửa lại từ chiếc ghe chỉ dùng để đi sông. Sau 2 ngày và 2 đêm trên biển, chúng tôi được chiến hạm USS White Plains với vớt ngoài Biển Đông. Nếu không được vớt, có lẽ chúng tôi đã chết trong một thời gian sau đó. Vì quá vội vã ra đi, tất cả đồ ăn và phần lớn nước ngọt của chúng tôi đều bị bỏ quên trên bờ kinh. Tôi đến thành phố Boston, miền Đông, Bắc Mỹ vào mùa đông năm 81. Năm đó, những người Việt không thân nhân, độc thân và vào tuổi thanh niên được chuyển đến vùng Đông Bắc. Cuộc sống của tôi giống như hầu hết boat people khác, rất khó khăn. Những ngày nghỉ học vào mùa đông, tôi đi theo các bạn học đến tiểu bang Maine, một trong những tiểu bang lạnh nhất nước Mỹ, để xếp cá vào hộp cho một công ty cung cấp hải sản nhỏ với lương $3 một giờ. Để giữ cá được tươi, chủ hãng không cho phép mở máy sưởi. Thời tiết mùa đông ở Maine rất khắc nghiệt, mặc bao nhiêu áo cũng không đủ ấm. Ban đêm chúng tôi ngủ nhờ trong một nhà kho không có lò sưởi, ngay cả sàn nhà cũng đông lạnh. Nửa đêm bước xuống giường đã bị trượt té. Hàng trăm câu chuyện cười ra nước mắt khác trong những ngày đầu trên xứ lạ kể hoài không hết. Dù sao, nhìn chung cảnh đời tị nạn, chúng tôi vẫn may mắn hơn nhiều người. Khác với các chú bác lớn tuổi choáng váng trước những đổi thay trong cách sống, phần lớn chúng tôi mới ngoài 10-20 tuổi, đã học xong hay gần xong các chương trình đại học ở bên nhà. Có ít vốn liếng ngoại ngữ, dễ thích nghi và có khả năng đối phó với hoàn cảnh khó khăn. Chúng tôi ghi danh vào các trường đại học công trong thành phố, hầu hết theo học các ngành kỹ thuật, ngồi trong lớp học nhìn ra biển mà buồn lo trăm thứ, thi cử rất lên rất xuống, nhưng tôi không có chọn lựa nào khác. Tôi biết mình đang đứng ngọn núi cuộc đời đầy chông gai thử thách, nếu vượt không qua được, đời tôi sẽ coi như bỏ đi. Đi học là con đường duy nhất để có thể tồn tại và vươn lên trong xã hội Mỹ, còn đầy tệ nạn phân biệt màu xạ da sắc tộc. Nhưng cũng từ những khó khăn vất vả đó, những người tị nạn như tôi đã tìm đến nhau, giúp đỡ nhau và xây dựng nên một nền tập thể được gọi là cộng đồng Việt Nam. Không giống như cộng đồng các sắc dân khác tại Mỹ, cộng đồng Việt Nam được ra đời sau một cuộc chiến tranh dài quá nhiều đau thương và chịu đựng. Đọc lịch sử nước Mỹ, chúng ta biết rằng những người Đức, người Ý, người Ba Lan khi đặt chân đến Mỹ, họ chỉ mang trên vai gánh nặng của tương lai. Khi còi tàu rú lên báo hiệu giờ vào cảng Boston, New York, San Fran, cuộc đời họ được lật sang một trang khác. Họ dễ dàng hội nhập vào xã hội kỹ nghệ Hoa Kỳ bởi họ đã đến từ một quốc gia kỹ nghệ. Họ dễ dàng hội nhập vào lối sống, tập tục, văn hóa Mỹ bởi vì chính họ cũng từ phong tục, tập quán châu Âu. Cộng đồng Việt Nam thì khác, đa số người Việt đến đây từ một nền văn hóa phương Đông, khép kín, với những phong tục tập quán hoàn toàn khác với các sinh hoạt trong xã hội Tây phương. Người Việt ra đi mang trên vai cả quá khứ đầy u uất và một tương lai còn nhiều bất định. Trong hàng triệu người vượt biển, vượt biên bằng đường biển, bao nhiêu người khi ngồi trên ghe biết mình sẽ trôi dạt về đâu? Tôi tin không ai biết chắc. Nhiều trong số họ đã đến được bến bờ tự do khi chiếc áo chưa phai mùi khói súng và những vết thương trên da thịt vẫn còn đang mừng mủ. Bom đạn đã thôi rơi nhưng sức chấn động như vẫn còn nghe trong giấc ngủ quê người. Dù sao, sau vài năm vất vả, chúng tôi ra trường có công ăn việc làm, lập gia đình, sinh con cái, mua nhà cửa và như ông bà chúng ta thường nói, sau cơn mưa trời lại sáng. Vâng, nhưng cái ánh sáng soi vào căn nhà của tôi ở Boston vẫn không làm tôi quên những căn nhà đầy bóng tối ở Việt Nam. Ngồi trên bậc thềm của tòa lịch sử,
Faneuil Hall ở Boston sau khi tuyên thệ trở thành công dân Mỹ. Tôi có làm 4 câu thơ để tự nhắc nhở mình. Mặt mày hớn hở vui tươi, sau lòng nghe thẹn làm người tự do. Củ này là của trời cho, của ta đánh mất không lo đi tìm. Sau nhiều năm, đội ngũ người Việt như tôi, đến trước hay sau đến sau, thuộc nhiều diện khác nhau, sống rải rác trên hàng trăm quốc gia, từ Brazil đến Morocco, từ Cộng hòa Nam Phi đến Do Thái. Họ đang góp phần làm thay đổi khuôn mặt của những nơi họ ở, biến những khu thải phế liệu thành những trung tâm thương mại khang trang, biến những con đường vốn đầy tội ác thành những khu phố sầm uất. Họ đứng trước những hàng rào về ngôn ngữ, văn hóa, thói quen, tập quán nhưng đa số đã vượt qua. Họ tận dụng mọi cơ hội trong xã hội mới, đi làm 2-3 việc một ngày để lo cho con cái ăn học thành tài. Người Việt hải ngoại thành công bởi vì họ biết rõ một điều rằng không ai có thể thay đổi quá khứ, nhưng chắc chắn sẽ làm chủ được tương lai. Dù thành công ở xứ người, nhưng tình yêu quê hương trong lòng người Việt bao giờ cũng thể hiện rất rõ nét và sâu đậm. Những ngày mới ra đi nhớ quê hương là chuyện đã đành, nhưng càng đi xa, càng sống lâu trong êm ấm, càng thấy thương những người còn chịu đựng gian nan. Nơi tôi làm việc, quy tụ dân tứ xứ không ít cũng đến từ các nước nghèo và chiến tranh như tôi, nhưng hiếm khi nghe họ nói về những gì xảy ra trên đất nước họ. Người Việt thì khác, một cơn bão, một cơn lụt xảy ra ở bên nhà cũng làm cho bà con bên này lo lắng, bàn tán, hợp hành tổ chức lạc quyền cứu trợ. Cộng đồng người Việt hải ngoại là một tiềm năng vô cùng to lớn đối với tương lai thịnh vượng của đất nước Việt Nam. Rất tiếc tiềm năng to lớn đó vẫn chưa tạo thành sức mạnh tổng hợp để xây dựng và phát triển kinh tế xã hội Việt Nam. Nếu chỉ nhìn vào việc bà con về thăm nhà hay gửi tiền về cho thân nhân mà gọi đó là đóng góp vào sự nghiệp xây dựng đất nước hay chấp nhận chế độ chính trị tại Việt Nam thì quả thực là những đánh giá hời hợt. Bầy cá hồi bơi bao xa cũng nhớ đường về sông cũ và những chiếc lá rơi hướng nào rồi cũng tụ về cội. Dòng sông và nguồn cội của người Việt về thăm quê là gia đình cha mẹ, mồ mả tổ tiên, thân bằng quyến thuộc và tình nghĩa đồng bào. Người Do Thái có khẩu hiệu người Do Thái mua hàng Do Thái để khuyến khích sản xuất cho nước họ. Nhưng tôi tin không bao giờ người Việt đi chợ ở Mỹ có được tinh thần đó. Chẳng những thế, cái gì có bàn tay nhà nước Việt Nam dính vào là họ không ưa. Thái độ giận cá chấm thức đó chưa hẳn đúng, nhưng lỗi không phải bắt nguồn từ người dân. Cái hố họa sâu, nghi hoài nghi ngăn cách do đảng đào ra thì chính đảng phải là người lặp lại. Thật đáng đau buồn cho một dân tộc với hơn 4.000 năm văn hiến đã giữ được nền văn hóa riêng sau 1.000 năm bắc thuộc, đã giành được quyền tự chủ sau gần trăm năm trong bàn tay sắt của thực dân, nhưng lại không vượt qua được sự lạc hậu chậm tiến của chính mình. Sức cản chủ yếu trên con đường phát triển Việt Nam về mọi lĩnh vực cho đến nay vẫn là cơ chế chính trị độc tài lạc hậu và tư duy hẹp hòi thiển cận của giới lãnh đạo Cộng sản Việt Nam. Giới lãnh đạo đảng đã đặt quyền lợi của đảng lên trên quyền lợi dân tộc. Với họ, độc quyền lãnh đạo là ưu tiên tối thượng và tất cả chính sách, dù đổi mới, kinh tế hay cải cách văn hóa xã hội đều nhằm phục vụ cho quyền cai trị hay ít ra không đi ngược với quyền lợi của đảng. Họ thà để cho đất nước lạc hậu hay tiến chậm còn hơn thực hiện các cải cách chính trị căn bản có thể đe dọa các quyền lãnh đạo của họ. Đảng chăn dân như chăn một bầy cừu cho ăn tạm đủ no, chủ ứng bớt khác. Nhưng đàn cừu tội nghiệp bao nhiêu năm qua vẫn chưa thấy một thảo nguyên xanh tươi hay một dòng suối mát. Sống như thế không phải là sống trong yên vui, hưởng phúc thái bình và ổn định như một vài người nhắm mắt, bươn tai biện minh cho đảng. Kết luận như thế là khinh thường nhận thức chính trị của người dân Việt Nam. Người dân trong nước không có điều kiện thực thi nhân quyền và dân chủ, chứ không phải họ không hiểu thế nào là nhân quyền và dân chủ. Không phải đợi đọc xong John, Jackie, Rosie, Thalassi, Tocqueville, John Locke hay là John Stuart Mill mới hiểu rằng con người có quyền phát biểu những gì họ nghĩ, có quyền sống nơi họ chọn lựa, có quyền bầu ra người đại diện cho mình trong chính phủ và quốc hội. Nhân quyền là quyền bẩm sinh của con người chứ không phải là do ai ban phát. Việc cho rằng người dân trong nước đang yên vui, hưởng phúc, thái bình là lặp lại giọng điệu tuyên truyền của cha con Kim Nhật Thành lừa dối người dân Bắc Hàn rằng họ đang sống trong thiên đường trên mặt đất, chứ không phải địa ngục giữa trần gian. Một dân tộc 4.000 năm không ngừng tranh đấu, nhưng cho đến hôm nay, ngoại trừ một thời gian ngắn ở miền Nam, đại bộ phận dân tộc vẫn chưa có được những quyền tự do chính trị căn bản mà bộ lạc ở Ghana, Congo đang có. Một dân tộc như thế đang hưởng phúc hay đang cắn răng chịu đựng thiệt thòi? Đó là nói về nhận thức. Còn trong thực tế thì sao? Nhân dân Việt Nam có thực sự yên vui hưởng phúc thái bình không? Đánh tư sản, mại bản chưa xong là cải tạo công thương nghiệp, rồi kinh tế mới, trại tập trung cải tạo. Chiến tranh Campuchia năm 79, chiến tranh với Trung Cộng lần thứ nhất năm 79, nạn đói từ năm 76 đến năm 81, đụng độ với Trung Cộng lần nữa và mất một phần lãnh thổ phía Bắc trong trận Lão Sơn năm 84, bị hải quân Trung Cộng đánh bại tại Trường Sa năm 88. Dân tộc Việt như một đàn chim bay tán loạn bốn phương trời. Và khi nội lực tiêu tan, khả năng kiệt quệ cố mở mắt nhìn ra bên ngoài thì than ôi, nhân loại đã bỏ xa mình hàng thế kỷ. Giang sơn gấm vóc nhuộm bằng mồ hôi nước mắt của tổ tiên từ biên giới phía Bắc đến các hải đảo thân yêu, đang từng mảnh rơi vào tay Trung Cộng.
Sở dĩ đến hôm nay, Việt Nam còn giữ được vài đảo trong quần đảo Trường Sa bởi vì cuộc tranh chấp chủ quyền của quần đảo liên quan đến nhiều nước. Nếu đó chỉ là cuộc tranh chấp giữa Trung Cộng và Việt Nam thôi, thì Trường Sa đã mất lâu rồi. Làm người Việt Nam mà không biết cái nhục yếu hèn, không lo cái họa mất nước, mà còn gọi đó là thái bình và ổn định sao? Với chủ trương bảo vệ quyền cai trị bằng mọi giá, nên mặc dù ngoài miệng hô hào hòa giải để cùng nhau xây dựng đất nước, trong tư duy của giới lãnh đạo đảng, khối người Việt nước ngoài vẫn là những kẻ đáng nghi ngờ, vẫn là lực lượng phản động đang chờ cơ hội lật đổ quyền lãnh đạo của đảng. Cuộc cách mạng dân tộc dân chủ toàn diện và triệt để là một tiến trình không thể nào tránh khỏi tại Việt Nam. Nỗ lực của những người Việt yêu nước, dù trong hay ngoài nước, dù tạm thời còn trong đảng hay đang trực diện đấu tranh chống đảng, không phải là ngăn cản hay đẩy lùi tiến trình đó, nhưng nên chúng chung lưng góp sức với nhau để cách mạng được diễn ra trong hòa bình, thuận lợi và ít lãng phí tài nguyên dân tộc. Vừa rồi là một câu chuyện Việt, tiếp nối chương trình là một bình luận thời sự với phần 1 của bình luận có tựa đề Thế lực nào đang tấn công Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc của tác giả Nông Văn Tiêm đang trên trang Tiếng Dân vào ngày 10 tháng 1. Mời quý vị cùng chia sẻ. Thế lực nào đang tấn công Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc? Ngày 6 tháng 12 năm 2022, báo chí và mạng xã hội phẫn nộ đồng loạt lên án hành vi côn đồ của ông Nguyễn Viết Dũng khi ông ta hành hung cô Nguyễn Ánh Lan, sinh năm 2002, nhân viên sân góp tại thành phố Đà Nẵng. Nguyễn Viết Dũng sinh năm 78 là chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn Đất Quảng và là đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam. Vụ việc kéo dài đến nay chưa kết thúc, dù cô Khadi Lan đã có đơn bãi nại cũng như là cho rằng báo chí thông tin chưa chính xác lắm. Đó không phải là lần đầu đại gia đánh góp, đánh luôn người phục vụ. Xin điểm qua hai vụ Khadi bị đánh tại sân góp trước đây như sau. Hơn 10 năm trước, tháng 8 năm 2012 tại sân Đại Lãi Star Golf and Country Club, thị xã Phúc Yên, tỉnh Quỳnh Phúc, Trần Hải Lê, sinh năm 83, trú tại quận Hoàng Kiếm, Hà Nội, là chuyên viên vụ đối ngoại, văn phòng quốc hội, đã đấm đá liên tục vào nữ Khadi Phạm Thị Tuyết, khiến cho cô văng xuống bờ hồ, bất tỉnh tại chỗ. Cô Tuyết nhập viện với đa chấn thương nặng và có bản tường trình đầy đủ với cơ quan pháp luật. Công an đã vào cuộc, báo chí cũng rộ lên, nhưng nhanh chóng lờ đi vì im luôn. Có thông tin cho hay kẻ hành hung là Trần Hải Lê là cháu của ông Trần Đình Đàn, khi đó là chủ nhiệm văn phòng quốc hội. Có lẽ vậy nên không thể bất kỳ mức kỷ luật nào dành cho đảng viên Trần Hải Lê. Một năm sau vụ đó, tháng 9 năm 2013, một vụ hành hung khác ở sân golf cũng đã xảy ra ở tỉnh Vĩnh Phúc. Nguyễn Đức Sơn đã dùng gậy phang vào đầu Khadi Nguyễn Văn Công, khiến cho anh chấn thương đầu, chấn động não và ngất tại chỗ. Sau đó được đưa vào bệnh viện cấp cứu. Sơn sinh năm 58, trú quận Ba Đình, Hà Nội, là tổng giám đốc công ty quản lý và phát triển nhà Hà Nội khi chơi golf tại sân golf Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc. Trong vụ này, nhóm ông Sơn đã đưa Khadi Công đi khám, chi trả hoàn toàn tiền viện phí là 13 triệu đồng. Ban lãnh đạo sân golf Tam Đảo đã có hình thức kỷ luật, dùng quyền chơi golf của ông Sơn tại sân golf này trong thời gian một năm. Vụ việc cũng được báo chí đăng tải, nhưng chỉ dừng lại đó rồi chìm vào lãng quên. Vụ Nguyễn Viết Dũng đánh cô Nguyễn Anh Lan mới đây, tương tự như hai vụ vừa kể. Tuy nhiên, khác với những vụ xảy ra trước đây, lần nào hầu như tất cả báo chí quốc doanh, kể cả báo Nhân dân và cổng thông tin chính phủ đều đưa tin dày đặc. Nhiều tờ báo lớn như Tuổi Trẻ, Người Lao Động đã gọi đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam, bí thư chi bộ, tổng giám đốc tập đoàn Đất Quảng là côn đồ. Thậm chí Hội Phụ nữ Việt Nam luôn tránh xa các vụ việc tương tự, nay bỗng sốt sắng nhảy ra lên tiếng bảo vệ phụ nữ, yêu cầu cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nghiêm hành vi bạo lực. Khi Nguyễn Viết Dũng xin ra khỏi ủy viên ban ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh nhằm làm dịu tình hình, vụ bê bối của ông ta vẫn chưa lắng xuống. Cơ quan công an quận Ngũ Hành Sơn kết luận không khởi tố vụ án đối với Dũng. Công luận và một số quan chức Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam vẫn chưa chịu, muốn Dũng phải thôi nhiệm vụ đại biểu Hội đồng Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Và ông ta phải bị truy cứu hình sự. Có vẻ như nội bộ Quảng Nam bắt đầu chia rẽ. Một số quan chức Quảng Nam đã cạn tàu rót máng vào đồng chí của mình. Bởi Dũng hiện có hai nhiệm kỳ liên tiếp là đại biểu Hội đồng Nhân dân và suýt chút nữa trở thành ứng viên đại biểu Quốc hội khóa 15. Đặc biệt, Nguyễn Viết Dũng được đích thân Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam trao huân chương lao động hạng 3 của Chủ tịch nước hồi tháng 1 năm 2022. Ngoài ra, rất ít người biết chuyện rằng phía sau Dũng còn có một thế lực kinh người. Vậy ai đã bật đèn xanh cho báo chí đánh Nguyễn Viết Dũng tới tấp và dỗ ông ta đến chân tường? Động cơ đằng sau của phe tấn công Dũng là gì? Xin quý bạn đọc lưu ý đến những vụ bắt bớ sau đây. Tối 31 tháng 12 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra VO9, Bộ Công an thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét chỗ ở và nơi làm việc đối với ông Trần Văn Tân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam với tội danh hối lộ liên quan đến vụ án chuyến bay giải cứu. Trần Văn Tân, sinh năm 79, quê xã Quế An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, trình độ chuyên môn tiến sĩ luật, trình độ lý luận chính trị cao cấp. Hơn 20 năm qua, Trần Văn Tân thăng tiến rất nhanh.
Từ năm 2001, Tân là nhân viên rót nước pha trà tại văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam. Năm 2009, Tân nắm chức phó chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh. Năm 2012, Tân giữ chức chánh văn phòng đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân tỉnh, sau đó là bí thư huyện ủy Quế Sơn. Năm 2015, Tân là tỉnh ủy viên, bí thư đảng ủy, văn phòng tỉnh ủy, chánh văn phòng tỉnh ủy Quảng Nam. Tháng 4 năm 2018, Tân trúng cử chức danh phó chủ tịch Hội đồng Ủy ban Nhân dân tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021. Tháng 6 năm 2021, Tân tiếp tục tái cử chức danh Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026. Thật bất ngờ khi Trần Văn Tân bị bắt vào ngày cuối cùng của năm 2022 bởi Tân là gương mặt sáng giá ở Quảng Nam, có học vị tiến sĩ, được quy hoạch chiến lược, dự kiến sẽ luân chuyển ra thay thế Lê Trung Chinh để nắm chức Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng. Ngày 4 tháng 1 năm 2023, Cơ quan Cảnh sát Điều tra CO3 Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Nguyễn Thị Thanh Thủy. Thủy sinh năm 1987, trú tại Hà Nội, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Cùng bị bắt hôm đó với Thủy là Nguyễn Bạch Thùy Linh, sinh năm 1978, trú tại Hà Nội, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên SNB Holdings. Cả hai bị bắt về tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi. Cơ quan điều tra xác định Nguyễn Thị Thanh Thủy là và Nguyễn Bạch Thùy Linh có hành vi lợi dụng ảnh hưởng can thiệp tác động lãnh đạo của một số bộ ngành, tạo điều kiện giúp công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh bộ xét nghiệm COVID-19 để trục lợi. Cơ quan điều tra không công bố bất kỳ chi tiết sai phạm nào về hai bị can Thủy và Linh. Dư luận lại hồ nghi đặt ra nhiều dấu hỏi rằng tại sao chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục lại có thể tác động hay một doanh nhân giám đốc Thành Đạt lại can thiệp vào bộ máy của chính phủ để trục lợi. Cũng như Nguyễn Viết Dũng, Trần Văn Tân nói trên, thân phận đặc biệt của Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh được công khai sẽ khiến cho dân chúng giật mình, kinh ngạc, lẫn ngỡ ngàng. Các vụ việc liên quan đến Nguyễn Viết Dũng, Trần Văn Tân, Nguyễn Thị Thanh Thủy và Nguyễn Bạch Thùy Linh nêu trên, tuy rời rạc tưởng như chẳng liên quan gì, nhưng khi sâu chuỗi lại, nó chính là những nước cờ vây của những tay chơi cờ lão luyện trên bảng cờ chính trị Việt Nam. Chiến dịch đốt lò của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đang là cơ hội cờ đến tay ai người đó phất của các phe nhóm quyết đấu để tranh giành quyền lực trong Đảng Cộng sản. Trò chơi mạnh được yếu thua, chốn cung đình sắp đến hồi kết. Điều khó tin kịch bản mà không đạo diễn nào dám nghĩ sẽ có, nhưng dự báo xảy ra. Sau khi loại bỏ được Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam ra khỏi chính trường, nhất là Phạm Bình Minh, người muốn tranh chiếc ghế tứ trụ khóa 14 và tấn công muốn nhắm vào một nhân vật quyền lực số 2 hiện nay là đương kim Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Tiết mục bình luận thời sự vừa rồi đã kết thúc chương trình hôm nay. Chương trình Việt Live sẽ được truyền lên mạng xã hội mỗi ngày trong tuần, phát sóng trên Facebook và YouTube. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi điện thư về địa chỉ info@vietlive.tv. Thành tâm cùng Việt Live xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị và gia đình 24 giờ vui vẻ, an lành và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình phát sóng của ngày mai.